Vâng, Thành Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của SEO Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta có thể thấy rằng là những tưởng đó là cái phiên tòa sau khi gọi là được xét xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 9 thì mọi việc nó cũng sẽ được lắng lại khi là cái vụ án đã có cái mức án sơ thẩm rồi. Thưa các chú anh chị, đặc biệt là ngày hôm qua khi mà Đinh Lan đó đã có cái động thái gọi là gửi những cái lời đến thẩm phán Bùi Đức Nam và với cái giọng điệu thì khá là hiền hậu, và trong đó thì có những cái lời lẽ cho rằng là mình không có ý định cũng như là có cái cố tình muốn đẩy bà Nguyễn Phương Hằng vào tù đó, hoặc là mình gọi là không cố ý để mà nói ra những cái lời vu khống nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng. Thì những tưởng Đinh Lan đã có cái động thái gọi là dừng lại và cảm thấy run sợ rồi, nhưng mà chưa nha các chú anh chị. Mới đây thì Đinh Lan lại tiếp tục với những cái hành vi của mình. Trên trang YouTube cá nhân của Đinh Lan có những cái lời lẽ thậm chí là vu khống cho công an tỉnh Bình Dương và cả luật sư Hồ Nguyên Lễ, cả bà Nguyễn Phương Hằng và chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, đó chính là ông Huỳnh Đi Dũng. Trước tiên thì Thanh Quyền xin được gửi đến cô chú anh chị một cái đoạn video clip mà Đinh Lan đã từng nói là bà Nguyễn Phương Hằng phải bị vào tù vô hợp như thế nào. Rồi nói ông Huỳnh Uy Dũng ra sao, là thậm chí là Đinh Lan còn nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ tung tin là ngủ với ông này ngủ với ông kia rồi cho tiền ông chủ tịch N này chủ tịch N kia vân vân các kiểu. Thì mời cô chú chị chúng ta cùng nghe cái đoạn clip này Đinh Lan đã vu khống ông Huỳnh Uy Dũng như thế nào nha cô chú anh chị. Xin mời quý vị. Khi xử lý bà Nguyễn Phương Hằng trước cho bà vô họp trước cái đi, thì ở ngoài bắt đầu mới xử lý tới cái chuyện ông chồng ha. Bà con phải biết một điều rằng là bây giờ mà xử lý ông chồng trước là ở ngoài bà này bà tung tin bậy bà nói bà cho chủ tịch N này bao nhiêu tiền, là chủ tịch N kia bao nhiêu tiền, bà nói bà ngủ với chủ tịch N này, chủ tịch N kia là chết nữa. Cho nên là trước tiên xử lý bà Hằng trước ha, bà vợ trước. Còn ông chồng vẫn yêu thương vợ, vẫn ôm ấp, vẫn ca hát ngày 26 tháng 1 sinh nhật. Chị đi, chị biết không, để dụ bà tiếp tục em chửi đi em quậy đi thật sự là ổng thua rồi, cho nên ổng phải có thuê một người, ổng phải vuốt ve con vợ để con vợ lên chửi để chi, để chống phá chính quyền Việt Nam. Bà vợ chỉ là con tốt của ông chồng thôi, cho nên là đó là lý do tại sao cắn biết bao nhiêu sừng chửi như vậy, phá nát công ty như vậy, nhưng cuối cùng ông chồng vẫn yêu thương là sao, phải dụ gì bà mới lên chửi chứ, mà ai chửi vậy giờ. Bây giờ ông kia ông cây cú chính quyền, ông đâu có người thuê được người nào chửi đâu, đành phải vuốt ve con vợ lên chửi thay ổng thôi. Cây cú chính quyền lắm, ông đó mới là cây cú chính quyền lắm ha. Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng ta vừa nghe xong có đoạn clip cũng rất là ngắn, nhưng mà trong đó thì chúng ta nghe những cái lời của cô Đinh Lan này, đặc biệt là những cái ngôn từ của cô dùng gọi thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng và ám chỉ cái câu chuyện mà sẽ bắt bà Hằng vô họp như thế nào, từng người giống như là cái gọi là Đinh Lan đã ra sẵn cái kế hoạch, Đinh Lan biết trước là phải xử lý như thế nào như thế kia vậy đó, chứ không phải là Đinh Lan gọi là một nạn nhân như cái lời gọi là Đinh Lan nói là bị tấn công trước, còn Đinh Lan còn khẳng định là là phải xử bà Hằng trước, đưa bà Hằng vô họp trước, rồi tới đó là tới lượt ông chồng, mà chồng của bà Nguyễn Phương Hằng là ai? Đó chính là ông Huỳnh Uy Dũng chứ ai. Rõ ràng những cái câu từ của Đinh Lan là đang gọi là nhục mạ người khác trên nền tảng mạng xã hội, không thể nào chối cãi được. Còn những cái câu chuyện mà là Đinh Lan hứa đi đầu xuống đất nè, rồi cho đến là Đại Nam đổi chủ, rồi bà Nguyễn Phương Hằng bị ông Dũng đánh, phải bị đuổi ra khỏi nhà, rồi cho đến là nợ nần gọi là mười mấy 20 tỷ đồng. Thưa quý vị, Đinh Lan ngày hôm nay thì đã gọi là chối như thế này, tại vì tâm lý Đinh Lan bị kích động vân vân, thậm chí là đã xúc luôn luật sư Hồ Nguyên Lễ. Với cái bài bào chữa của luật sư Hồ Nguyên Lễ vào ngày 21 tháng 9 thì Đinh Lan cho rằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ đó đã bào chữa không đúng và có những lời lẽ vu khống Đinh Lan gì đó. Nhưng mà chúng ta nghe rằng luật sư Hồ Nguyên Lễ đâu có nhắc đến cái tên của ai đâu, chỉ là cho rằng là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thôi.
Đinh Lan tự nhiên là Đinh Lan nhọt và Đinh Lan gọi là lên tiếng nha các vị. Đinh Lan cho rằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ bào chữa không đúng sự thật về tôi là Đinh Thị Lan. Clip này tôi làm sau 3 ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, và tôi nhận được thông báo chuyển của bà Trần Thị Kim Lý là Phó Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nói chuyển về Công an tỉnh Bình Dương lá đơn của tôi tố cáo bà Phương Hằng vu khống cho tôi chủ mưu cái vụ Mai Xuân Cường bắt cóc bé Huỳnh Hằng Hữu. Lúc đó toàn Thành phố Hồ Chí Minh gỡ bỏ lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 từ 30 tháng 6 2021 đến 30 tháng 9 2021. Bà Nguyễn Phương Hằng đã điều khiển Công an tỉnh Bình Dương, dẫn đầu là Trung tá Hồ Thọ Hải cùng 5 cảnh sát công an tỉnh xông vào vùng dịch để bắt tội phạm Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan cùng ngụ quận Gò Vấp. Thì cái nguyên văn cái câu từ này thôi chúng ta cũng thể thấy Đinh Lan là lớn gan đến mức độ nào rồi. Đinh Lan cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã điều khiển Công an tỉnh Bình Dương. Điều khiển là điều khiển ra sao? Điều khiển như thế nào? Và Đinh Lan đã cố tình vu khống cho Công an tỉnh Bình Dương hay sao? Và cái câu chuyện mà nói rằng là dẫn đầu là Trung tá Hồ Thọ Hải cùng 5 cảnh sát công an tỉnh xông vào vùng dịch để bắt tội phạm Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan, có nghĩa là Đinh Lan nói là bắt luôn Đinh Lan, nhưng mà rõ ràng người ta có bắt Đinh Lan đâu. Rồi bên cạnh đó là cái vấn đề tội phạm Mai Xuân Cường bị bắt, bị xử lý, đấy có là cái chuyện của Mai Xuân Cường liên quan đến Đinh Lan. Không lẽ là Mai Xuân Cường có liên quan đến Đinh Lan, bà con dòng họ gì đến Đinh Lan hay sao? Và cái vấn đề Mai Xuân Cường là một tên tội phạm thì công an người ta có quyền bắt. Tại sao Đinh Lan lại nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng điều khiển Công an tỉnh Bình Dương? Bằng chứng nào? Nguyên nhân nào? Đinh Lan có những cái bằng chứng gì để mà chứng minh cái điều này, để mà nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã điều khiển Công an tỉnh Bình Dương? Chẳng lẽ là Đinh Lan đã có nắm được bằng chứng gì, tại sao không cung cấp cho công an năng đi tố cáo đi? Đi tố cáo cái câu chuyện này lên gọi là công an thành phố hoặc là công an bộ công an gì đó. Chứ mà là lý do gì mà lại lên trên mạng đưa những cái thông tin vu khống xuyên tạc đến cơ quan chức năng như vậy, đặc biệt là Trung tá Hồ Thọ Hải luôn. Đinh Lan đã nhắc nói thẳng tên luôn. Đinh Lan gá là ghê gớm nha cô chú anh chị. Nói rằng là bắt Mai Xuân Cường và Đinh Thị Lan, chẳng thể mùa dịch thì cứ phải để cho tội phạm hoành hành hay sao? Mùa dịch là không được bắt tội phạm hay sao? Đây điều này Thanh Nguyên cảm thấy vô cùng bức xúc luôn nha cô chú anh chị. Cái thứ hai đó chính là khi mà cơ quan chức năng người ta đi bắt tội phạm đó, tỉnh này qua tỉnh khác thì có lẽ rằng cũng đã có những cái sự phối hợp, ví dụ như là từ Bình Dương qua thành phố thì cũng phải cần cái sự phối hợp liên hệ từ phía gọi là công an thành phố. Bình Dương họ cũng sẽ có liên hệ cái vấn đề này, là cơ quan chức năng làm việc, không cần phải gọi là giải thích hay là trình báo gì với Đinh Lan cả. Nhưng mà Đinh Lan lại vu khống một cách trắng trợn. Đinh Lan cho rằng vì lý do này cho nên tôi bị ức chế tột độ khi bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống cùng với YouTuber là luật sư Vlog Âu Quang Phục lên mạng tuyên truyền pháp luật là tôi đã phạm tội hình sự. Tôi chủ mưu nên dù có trốn cũng không được. Thật ra cái vấn đề này đó nó vô cùng đơn giản như thế này. Tại vì cái thời điểm đó là tên Mai Xuân Cường này có liên hệ với Đinh Lan, và người ta là một trong những nạn nhân, bà Nguyễn Phương Hằng là nạn nhân thì bà ấy có quyền nghi ngờ. Tại vì thời đó Mai Xuân Cường làm gì biết bà Nguyễn Phương Hằng? Bà Nguyễn Phương Hằng làm gì sao biết Mai Xuân Cường? Vậy thì lý do gì mà Mai Xuân Cường này có số điện thoại của bà Nguyễn Phương Hằng, và lý do gì mà thằng Mai Xuân Cường này lại nhắn tin gọi là đe dọa bà Nguyễn Phương Hằng như này như thế kia? Thì có phải là xuất phát từ Đinh Lan hay là không? Cho nên cái sự việc này bà Nguyễn Phương Hằng, bà lúc đó bà là nạn nhân thì bà ấy có quyền để mà nghi ngờ, đặt cái vấn đề với cơ quan chức năng để mà yêu cầu người ta xem xét. Nhưng mà cái vụ án này đã được xét xử tại tòa án nhân dân Thủ Dầu Một rồi, và cái vừa là Mai Xuân Cường đã bị gọi là bị án, nhưng mà Nguyễn Phương Hằng đã xin án cho Mai Xuân Cường luôn, được hưởng án treo trở về nhà đó cô chú anh chị. Chứ đâu phải là cái vụ án này người ta không xét xử. Nhưng mà Đinh Lan ngày hôm nay vẫn đang cố tình cái câu chuyện này mà cho rằng tâm lý mình bị gọi là kích động bởi người này người kia, rồi cũng như là những cái lời nói của Đinh Lan, đặc biệt là những cái nội dung mà Đinh Lan nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đại nam đổi chủ, bà Nguyễn Phương Hằng nợ mấy ngàn tỷ. Thì Đinh Lan cho rằng là mình bị kích động bởi cái vấn đề của cố ca sĩ Phi Nhung. Cố ca sĩ Phi Nhung là ai? Là bà con gì với Đinh Lan? Là bà con gì với Đinh Lan? Quan hệ gục gà gì với Đinh Lan? Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng có xúc phạm đến Phi Nhung
À, thì Phi Nhung còn con của Phi Nhung mà, còn gia đình của Phi Nhung mà. Người ta lên tiếng, chứ mắc mớ thì Đinh Lan lên tiếng. Sao Đinh Lan lại lấy cái lý do này, nói rằng là tôi là thần tượng, là thần tượng của tôi không được xúc phạm thần tượng của tôi. Vậy thì cái câu chuyện ngày hôm nay mà khi một số những YouTuber lên tiếng nói về Đinh Lan, nói thôi chứ không có câu chuyện xúc phạm Đinh Lan đây, giống như Thanh Quyền đang nói về Đinh Lan, thì Thanh Quyền cũng có quyền nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng là thần tượng của tôi, mà Đinh Lan này lại xúc phạm thần tượng của tôi, thì tôi lên tôi phản biện lại thôi. Nhưng tôi cũng chưa nói cái câu từ nào để mà nhục mạ xúc phạm chị Đinh Lan này hết, thưa quý vị. Còn Đinh Lan thì sao? Đinh Lan cho rằng là Đinh Lan lấy cái quyền là fan, là thần tượng của Phi Nhung để mà nói bà Nguyễn Phương Hằng đi làm gái hả? Đinh Lan lấy cái quyền là thần tượng của cố nghệ sĩ Phi Nhung để chửi bà Nguyễn Phương Hằng là gọi là nợ nần vài chục ngàn tỷ đại nam đổi chủ, rồi là bà Nguyễn Phương Hằng đã điều khiển công an tỉnh Bình Dương. Đinh Lan lấy cái quyền là gọi là fan của Phi Nhung để có thể vu khống nhục mạ chồng của Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Thị Dũng này sao? Thưa quý vị, đây là một điều cực kỳ vô lý. Cái chuyện nếu mà có nha, thì liên quan đến gia đình của Phi Nhung, không liên quan đến Đinh Lan. Chuyện nào bà Hằng nói về Đinh Lan á, thì Đinh Lan mới có quyền mà có thể nói là đáp trả bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Còn cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng một trong những cái điều cực kỳ vô lý cho đến giờ phút này luôn. Đinh Lan dám xúc phạm luôn công an tỉnh Bình Dương, vu khống cho người khác, làm ảnh hưởng uy tín của một cơ quan nhà nước, cả một cơ quan tỉnh. Đặc biệt trong đó là Đinh Lan có nhắc tên là Trung tá Hồ Thọ Hải luôn. Thọ Hải, Đinh Lan nói rằng là đã đến gọi là bắt Đinh Thị Lan cùng ngụ ở quận Gò Vấp. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng có bắt Đinh Lan đâu. Nếu mà bắt Đinh Lan bây giờ Đinh Lan còn ngồi ngoài sao? Đây là một điều rõ ràng trắng trợn của Đinh Lan. Đinh Lan nói rằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ bào chữa và dẫn chứng sai thời điểm, là tôi nói Đại Nam đổi chủ, Đại Nam nợ hơn 17.000 tỷ, nên mới khiến bị cáo Nguyễn Phương Hằng lên mạng nói lại tôi. Thì thật chắc là Đinh Lan có nói mà. Đinh Lan xin đính chính một thông tin luật sư Hồ Nguyễn Lễ sai. Là thứ nhất là sự kiện nói tôi là bà Hằng đeo Monsatine gì đó, chứ không phải là kim cương. Nhưng mà trong cái bào chữa của luật sư Hồ Nguyễn Lễ không có nhắc cái vụ kim cương hay cái là cái vấn đề này. Cái này là Đinh Lan, cá nhân của Đinh Lan đã từng có cái vấn đề quen biết bà Hằng hay là ông Dũng gì đó, là cái câu chuyện kệ của Đinh Lan. Nhưng mà rõ ràng rất nhiều lần ông Huỳnh Thị Dũng và Nguyễn Phương Hằng nói rằng không có quen biết Đinh Lan này, tôi không quen bà Lan này, cho nên là đâu có nhắc tên Đinh Lan đâu. Tự Đinh Lan nhảy vô, ai biết Đinh Lan là ai? Bà Nguyễn Phương Hằng biết Đinh Lan là ai để mà nhắc tên Đinh Lan? Và lý do động cơ gì bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên Đinh Lan trước đâu? Đinh Lan nêu ý kiến coi, Đinh Lan nói ra cái lý do động cơ nào mà bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên Đinh Lan trước? Chỉ có Đinh Lan là nhảy vào câu chuyện binh vực ông Võ Hoàng Yên thôi. Thời điểm đầu bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên, Đinh Lan nhảy vô để mà binh ông Võ Hoàng Yên, nói về bà Nguyễn Phương Hằng, thì lúc đó trên mạng người ta mới thấy là bà này chửi bà Hằng. Bà Hằng bà nghe được thì bà mới lên tiếng nói về Đinh Lan. Chứ Đinh Lan và Nguyễn Phương Hằng mâu thuẫn cái gì? Có mâu thuẫn cái gì để mà bà Nguyễn Phương Hằng chửi Đinh Lan trước? Không có một cái mâu thuẫn gì cả. Nếu như Đinh Lan nói đã từng quen biết bà Nguyễn Phương Hằng, vậy thì lý do gì bà Hằng chửi Đinh Lan nếu đã quen biết? Trừ khi là có mâu thuẫn, hay là Đinh Lan đã làm gì bà Nguyễn Phương Hằng để cho Nguyễn Phương Hằng phải chửi? Đó là cái điều mà chúng ta thấy dễ dàng chứng minh nhất, là bà Nguyễn Phương Hằng chửi Lan trước hay là Lan kiếm chuyện bà Hằng trước? Rõ ràng là thời điểm đó chúng ta còn nhớ rất là như in luôn, Đinh Lan nói rằng từng đã có gọi là có học chung trường gì đó với Võ Hoàng Yên, chừng Lê Hữu Trác hay Lê Hữu gì đó chúng ta không nhớ rõ, nhưng mà Đinh Lan nói rằng đã từng có khoảng thời gian nào đó biết ông Võ Hoàng Yên học chung gì đó, trường đại học Lê Hữu Trác hay hữu gì đó, thưa quý vị. Rồi sau đó lại bà Nguyễn Phương Hằng khi tố ông Võ Hoàng Yên thì Đinh Lan lên binh vực ông Võ Hoàng Yên để mà xúc phạm chửi bới Nguyễn Phương Hằng, lôi những cái câu chuyện đời tư cá nhân gia đình bà Hằng ra. Và thông tin đó Đinh Lan lấy ở đâu mới là một chuyện? Rõ ràng chúng ta thấy như vậy, chứ bà Nguyễn Phương Hằng chẳng có một gọi là cái sự động cơ nào để mà chửi Đinh Lan trước cả. Cho nên Đinh Lan đang gọi là nói láo nói xạo và vu khống cho rất nhiều người, trong đó bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Y Dũng, và thậm chí ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín của công an tỉnh Bình Dương, đặc biệt ngày hôm nay đó chính là Trung tá Hồ Thọ Hải. Thưa các chú anh chị, rõ ràng trong cái nội dung ngày hôm nay Đinh Lan không thể nào chối cãi được nữa, không thể nào lấy một cái lý do nói rằng là tôi là fan của người này fan của người kia để mà
chửi bới nhục mạ người ta. Nếu như Đinh Lan nói rằng những kênh YouTube mà nói tên Đinh Lan là sai, vậy thì Đinh Lan có đúng khi mà đã nhận mình là fan của Phi Nhung để mà chửi bới bà Nguyễn Phương Hằng? Thưa quý vị, rõ ràng đó là một số những cái nội dung mà không biết rằng cô chú anh chị chúng ta cảm thấy như thế nào về cái nhân vật gọi là Đinh Lan này. Với cái nội dung này, Thanh Quyền nghĩ rằng về phía một số các cơ quan chức năng, đặc biệt là Phố Hồ Chí Minh, công an Gò Vấp, và kể cả đó chính là công an tỉnh Bình Dương, đặc biệt là Trung tá Hồ Thọ Hải, phải xem xét tất cả những cái nội dung này có chính xác hay không, để là sẽ làm gọi là ảnh hưởng đến uy tín danh dự của công an tỉnh Bình Dương, một cơ quan của gọi là cơ quan công an của tỉnh. Thưa quý vị, không thể nào để một cái nhân vật như thế này họ cứ lên họ đưa những cái thông tin xuyên tạc như vậy. Kể cả là BC02 là cái nơi mà hiện tại đang thụ lý những cái đơn thư tố cáo của Nguyễn Phương Hằng, xem xét lại cái cô Đinh Lan này với những cái nội dung này có đúng hay không. Nếu như thật sự mà có những cái hành vi đưa thông tin sai làm ảnh hưởng uy tín danh dự, thì có lẽ rằng nên nhanh chóng có thể xử lý cái cô này để có cái tính gọi là nghiêm minh. Chứ cứ để như thế này là đưa những cái thông tin rất là hoang mang, khiến cho người dân cảm thấy là vô cùng bức xúc. Thưa quý vị, đó là cái nội dung mà bữa ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ, cập nhật gửi đến cho quý vị xung quanh cái câu chuyện của chị Lan và bà Nguyễn Phương Hằng. Phân xin được cảm ơn cũng như là xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những thông tin video mới tiếp theo. Vâng, cuối thần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.